Xin chào các bạn đã quay trở lại với Alpha PC. Và khi mà nhắc về những chiếc màn hình gaming phổ thông thì anh em sẽ thấy nếu để đạt được tần số quét là 144Hz cũng như thời gian phản hồi là 1ms thì thứ đầu tiên mà nó phải cắt bỏ đó chính là về panel hiển thị. Nó sẽ thường được sử dụng những panel ví dụ như là VR hay là TN. Ở trên thị trường hiện nay thì chúng ta cũng có rất là nhiều những mẫu màn hình sử dụng tấm nền IPS tần số quét 144Hz cũng như thời gian phản hồi là 1ms, nhưng mà giá tiền để anh em có thể bỏ ra sử dụng những chiếc màn hình đó thì nó thường khá là cao. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc màn hình nó đạt được tất cả những tiêu chí mà mình đã vừa kể trên và mức giá của nó chỉ vỏn vẹn là khoảng hơn 9 triệu đồng mà thôi. Để xem mẫu màn hình mà mình mang tới cho anh em trong video ngày hôm nay nó có những điểm gì đặc biệt thì các bạn hãy cùng mình theo dõi video này. Mẫu màn hình mà mình mang tới cho anh em trong video ngày hôm nay nó sẽ có tên mã là Acer VG270UP. Với một mức giá là khoảng hơn 9 triệu đồng thì thứ đầu tiên mà mình sẽ cùng với các bạn quan tâm đầu tiên đó là về phần thông số. Nó đang được sử dụng một chiếc màn hình với kích thước là 27 inch, tỷ lệ là 16:9. Nó được sử dụng tấm nền IPS và độ phân giải lên tới 2K, tần số quét là 144Hz cũng như thời gian phản hồi là 1ms. Ngoài ra thì nó còn có khả năng cover màu sắc lên tới 99% dải màu sRGB nữa. Với những thông số nổi bật kể trên thì thực sự mẫu màn hình này nó không thua thiệt quá nhiều so với những chiếc màn hình gaming hay thậm chí là những chiếc màn hình làm đồ họa ở trong cái phân khúc này. Được trang bị màn hình với kích thước là 27 inch cùng với độ phân giải là 2K. Vậy nên thì các chi tiết cũng như các điểm ảnh ở trên mẫu màn hình này nó thể hiện lại tương đối là chính xác cũng như là sắc nét. Và ngoài ra thì về bản chất đây là một mẫu màn hình gaming, vậy nên thì nhà sản xuất họ đã cố tình để cái tấm nền panel IPS nó đậm lên đôi chút để có thể đem đến một cái trải nghiệm khi mà chơi game cũng như xem phim nó đã mắt hơn. Tuy nhiên còn về khả năng làm đồ họa thì mình khuyên các bạn vẫn ưu tiên cái việc đi cân màu lại để có thể cho chiếc màn hình này nó có một cái độ chính xác nhất có thể. Còn về mặt thiết kế thì theo cá nhân mình nhận thấy thì nó ở mức giữa so với những chiếc màn hình gaming cao cấp cũng như là những chiếc màn hình gaming ở phân khúc phổ thông. Mặc dù là nó không được trang bị phần LED RGB ở phần mặt trước cho tới mặt sau, tuy nhiên thì nó vẫn giữ lại được những cái nét hầm hố tạo nên một cái vẻ đậm chất game thủ dành cho những anh em khi mà sở hữu những chiếc màn hình như thế này. Ở phần mặt trước thì nó sẽ được thiết kế tương đối là quen thuộc so với những chiếc màn hình gaming ở trong thời gian gần đây. Các bạn sẽ có 3 phần gạnh viền trái phải cũng như là phần gạnh viền trên sẽ được làm tương đối mỏng và phần gạnh dưới sẽ được làm dày lên đôi chút để đặt cái logo Acer ở đây. Và với kiểu thiết kế viền màn hình siêu mỏng như thế này thì các bạn có thể dễ dàng ghép từ 2 cho tới 3 màn hình lại, mà cái phần viền màn hình này nó cũng không thể hiện quá là thô. Ở phần chân đế thì đây là một điểm nho nhỏ mà mình chưa thích ở trên mẫu màn hình này cho lắm. Mặc dù là nó đã có một cái thiết kế phải nói là cực kỳ là bắt mắt rồi, bằng việc mà Acer họ đã trang bị cho cái phần viền cái nơi cái chân tiếp xúc này nó được làm từ chất liệu kim loại và phủ lên mình một cái lớp sơn được làm màu xanh, tương đối là giống so với lại những sản phẩm Predator của hãng, nhưng mà cái phần lõi bên trong thì nó chỉ được làm từ chất liệu nhựa mà thôi. Vậy nên khi mà mình trong quá trình sử dụng ấy, mình có động tay vào phải hay là cái phần chân bàn của các bạn nó không được chắc chắn cho lắm thì cái rung lắc nó là một trong những điều mà các bạn sẽ không thể nào tránh khỏi trong quá trình sử dụng chiếc màn hình này. Đặt ra phía mặt sau thì như mình đã nói là nó không được trang bị LED lủng RGB các thứ như ở trên những chiếc màn hình gaming cao cấp, và anh em cũng đã biết đó là phần mặt sau này thì chúng ta thường xuyên áp sát vào tường, nhưng mà Acer họ cũng đã làm nên những cái chi tiết nó trở nên góc cạnh cũng như là tạo nên cái vẻ hầm hố ở trên chiếc màn hình này. Đầu tiên các bạn sẽ có hai cái đường vắt chéo ở cạnh hông trái cũng như cạnh hông phải ở phía trên của sản phẩm, và nó sẽ được làm lõm đi đôi chút so với phần thiết kế tổng thể của phần mặt sau. Ở hai cái đường vắt chéo này thì Acer họ đã trang bị cho nó những cái họa tiết hoa văn sức phai để tạo nên vẻ sang trọng cho sản phẩm, cũng như là logo Acer được đặt bên cạnh hông trái để tạo nên cái điểm nhấn. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có bao gồm là hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một giắc cắm 3.5mm và cuối cùng là một cổng cắm nguồn. Theo mình thấy với số lượng cổng kết nối ở trên mẫu màn hình này nó là tương đối đủ để các bạn có thể trải nghiệm từ PC cho tới PS4 hay là những thiết bị ngoại vi khác ở trên mẫu màn hình này mà nó vẫn có thể đáp ứng dư cho anh em được tất cả những điều đó. Và như vậy thì hôm nay mình đã cùng với anh em đi trên tay cũng như trải nghiệm về chiếc màn hình Acer VG270UP. Mặc dù là mức giá của nó chỉ có hơn 9 triệu đồng mà thôi, nhưng mà nó được mang trong mình những cái thông số vần cứng phải nói là cực kỳ ấn tượng, và khó có một chiếc màn hình gaming cho tới làm đồ họa nào ở trong phân khúc này có thể làm được những cái điều đó. Và hứa hẹn thì nó sẽ là một trong những chiếc màn hình gaming đáng chọn ở cái thời điểm hiện tại. Và anh em nghĩ sao về mẫu hình này thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận video cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.